Khoảng tầm 40 phút nữa là đưa cho. Đấy là mình bi thuốc nào em ạ? Anh em xem đấy, lấy thuốc nào em nhé. Còn nào có bi cho anh em xem. Phê nói chung là lòi mắt ra anh em ạ. Lòi mắt luôn. Anh em lấy thuốc nào? Bán thuốc nào cho anh em xem. Giáp tôi mất rồi anh em ạ. Tôi mất giáp rồi anh em ơi. Giáp tôi thằng nào đấy mất rồi anh em ạ. Mất rồi. Mất giáp rồi. Giáp tôi đâu anh em. Tôi mất giáp rồi. Thôi sao anh em ơi. Mất đôi này mình đeo đôi mới. Mất đôi này mình đeo đôi mới. Rất hơi bẩn nha. Rất hơi bẩn anh em ạ. Sao đeo được mà đeo. Ừ, anh em ạ. Trời ơi, nó hơi tối anh em nha. Bữa mình giặt quần áo mà ướt hết quần rồi anh em ạ. Mình nỡ tay mình kéo phát thêm nên nó ướt quần. Mình đặt quần anh em. Gì đấy? Cái gì anh biết tắm rồi sao đây này cái gì anh em giờ tôi còn đen rồi đấy đấy vậy đây này bỏ chẳng nó đen chẳng có à rồi đây chờ hút hết về ngày này ngồi tí ngồi mình quay hai 4 phút anh em ạ. Đâu? Không phải. Mình quay đúng rồi 4 3 3 3 3 3 3 mấy phút nữa. Mình quay 3 4 phút anh em ạ. Có con muỗi này. Muỗi chết thì đùi mấy anh em ạ. Tức từ gì không phải sao luôn nó có làm gì đâu mà nó là tức chân thế nó không nặng như em lúc nào cũng nghĩ là ngồi một tí ngồi chơi một chút anh em ơi ngồi chơi một chút ô chỉ thừa này đốt chỉ thừa mình mặc quần áo mình không thích có chỉ thừa em nhé. Chỉ thừa khó chịu lắm. Mình phải cắt chỉ thừa đi các bạn. Cắt hoặc đốt. Hoặc kéo cắt thành ra là đốt. Mình không thích chỉ thừa. Quần áo có chỉ thừa là mình phải cắt bỏ. Không để chỉ thừa được. Rồi chỉ thừa này. Đốt. Tính mình không thích chỉ thừa nữa. Đây chỉ thừa này. Có chịu một gì ấy.